Hello, xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Đây là cái võ ý thứ 5 trên cả tuyệt vời luôn của CC. Trên cả tuyệt vời luôn. Nhưng mà CC order cho CC. Thì theo như các bạn biết là CC nói với các bạn, màu này là màu phong thủy của CC ha. Màu trắng, màu đen, màu xanh. Cả nhà thấy cái bóp này sao? Cưng quá đúng không? Trên cả tuyệt vời đúng không? Trời ơi! Màu xanh dương nha các bạn, xanh blue nha, chứ không phải là tím tím. Ở trong hình là CC thấy nó ra tím rồi đó, nhưng mà không phải nha, màu xanh ha. Trời ơi! Đẹp quá luôn nè! Ủa sao cái túi này nó không có cái bao vải? Cái túi này nó không có cái bao vải ở bên trong rồi. Chắc người ta làm sót nhưng mà không sao. Trời ơi, da ơi là da. Da yêu ơi là da. Da mà như vậy rồi còn gì nữa các bạn. Trời ơi là ý. Ý ẹ. Nhưng mà ý ẹ đó, như vậy CC cũng muốn nữa. CC cũng muốn được ý ẹ như vậy nữa đó. Trời ơi, trên cả tuyệt vời luôn nè, da mà như vậy nè. Rồi sao mà cưng đến như vậy, dễ thương đáng yêu tới như vậy cả nhà. Những cái vỏ của Ý đó nó đắt tiền gấp đôi những cái vỏ của Mỹ. CC chỉ so sánh vỏ của Ý và của Mỹ thôi nha các bạn, những cái hàng hiệu nổi tiếng ha. Còn vỏ của Pháp thì khỏi bàn ha. Sao cả nhà? La 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 la. Tuyệt vời mà. Trên cả tuyệt vời luôn. Đeo ở trên nách được nè, xách ở dưới tay cũng được nè. Muốn đeo dây thì đeo. Đẹp quá à. Dạ. Nè. Ở trong rộng vô cùng là rộng luôn. Có cái dây kéo các bạn thấy không? Đẹp quá, đẹp quá. Bạn nào muốn mua thì order nha. Order nha. CC sẽ order đêm nay. Mà kiểu cũng hay nữa. Như vậy nó cũng là một cái kiểu, nhưng mà chúng ta xài đúng kiểu của nó đi. Bẻ nó gập xuống như vậy. Hai cái đầu này nó đưa lên như vậy. Nè, kiểu người ta như vậy nha. Đừng chế bậy nha các bạn. Trời ơi đẹp quá các bạn, đẹp từ màu sắc cho tới kiểu dáng. Trời ơi mê quá nè các tình yêu ơi. Độc lạ đẹp. Tuyệt đẹp, cái này có mấy màu CC không biết ha. Nè. Cái đáy đó thì nhiêu đây của CC nè. Còn cái chiều cao á đúng một gan của CC luôn. Đáy rộng ạ. Trên cả tuyệt vời luôn. Cái phone, bỏ dư sức cái phone ha. Có thể để cả chục cái phone ở trong đây. Là tại vì cái đấy nó lớn quá mà. Phone, bỏ mắt kính, bỏ thẻ, bỏ đủ các thứ ở đây. Xách cái túi vậy đi được rồi các bạn. CC biết đó là các bạn có vỏ xịn LV, Dior vân vân, vài ngàn đô một cái. Bạn nào cũng có ở bên Mỹ này hết. Người lớn tuổi cũng có, trẻ tuổi cũng có, bảo đảm luôn, ai cũng phải có vài ba cái. Nhưng mà đâu phải lúc nào các bạn cũng xách những cái túi đó được. Ngoại trừ các bạn phải đi những nơi sang trọng, đi những nơi mà đáng để xách thì các bạn mới xách được ha. Mà khi những người lớn tuổi đó lâu lâu mới đi một lần mà cũng chưa biết đi đâu nữa. Thành ra những cái giỏ đó mình mua hoặc là được gia đình tặng, mình quý thật tại vì nó đắt tiền. Nhưng không phải lúc nào các bạn cũng xài được. Còn các bạn đi bình thường mỗi ngày, đi chợ, đi này, đi nọ, một cái vỏ của Mỹ, của Ý là xài là CC thấy ok quá rồi. Nè, trời ơi, da như vậy thôi nói làm chi nữa trời. Nè, trên cả tuyệt vời luôn. Màu sạch nữa. Muốn để ở đâu để. Tha hồ luôn. Bạn nào collection về vỏ Ý cho CC biết.
CC thích các bạn nào collection lắm. Mua đủ bộ luôn cho đẹp. Mê quá luôn. Trên cả tuyệt vời. Bạn nào thích cái kiểu này đó, coi có nhiêu màu, các bạn có khả năng mua hết đi, mua cho đủ bộ. Bạn nào thích cái loại túi kia, có nhiêu màu mua hết luôn, cho đủ bộ luôn. Trên cả tuyệt vời. Biết đâu 5 năm, 10 năm sau nó lên giá sao các bạn, nó nổi tiếng trên thế giới thì sao chúng ta biết được. Giống như LV đó các bạn thấy không, tự nhiên cái năm nay nó hot lên tới trời luôn. Muốn mua cũng khó nữa, mua đồ cũ cũng khó nữa chứ đừng nói mua đồ mới. Nè, trời ơi quá đẹp luôn. CC nói thật nha, võ ý CC nhiều lắm, ok. Nhưng mà hồi đó là CC đi du lịch rồi bạn bè mua về tặng. Nó bằng da thật cho nên là nó nặng. Những cái túi đó, túi lớn, tại lúc đó CC đi làm mà nó hơi nặng với CC ha. CC có nhiều lắm ở trên nhà đó. Cho nên từ ngày đó CC mới mê võ ý, nhưng mà đâu có biết mua ở đâu. Đó. Xài đó mười mấy năm cái võ ý không hư. Không hư luôn. Còn CC xài kìa, xài cái nhỏ thôi à, cho nên là đi đâu cứ đeo ở trên người, nhưng mà kiểu xưa rồi. Trời ơi, đẹp quá trời là đẹp mấy cái này luôn. CC không tin luôn. Không biết cái này nó có màu đen nữa không. Có màu đen CC mua liền luôn. Màu này là màu của CC rồi đó. Bạn nào muốn mua CC để lại, tại vì cái này chưa có chủ ha. Nhưng mà CC sẽ order liền luôn. Thì của CC về sau cũng được. Tháng 7 CC mới đi du lịch các bạn. Mê quá. Mê quá là mê luôn. Các bạn nhớ nha, cái loại mà kéo cái sợi dây lại buộc. Bao nhiêu màu CC cho các bạn xem rồi đó. Màu hồng là hết rồi ha. Không có màu hồng, chỉ còn có ba màu đó thôi. Còn cái này chưa có ai mua. Cái này là có mấy màu CC không biết ha. Còn cái này là có, nhưng mà có mấy màu nữa CC cũng không biết luôn. Cái này là CC mượn của người ta để về review cho các bạn xem. Muốn mua phải order. Còn cái này thì chưa có ai mua đây. Trời ơi, bạn nào nhanh mua được, chứ để chờ order thì lại mất thêm vài tuần. À, mê quá là mê luôn nè. Rồi, CC xin được tạm ngừng video ở đây. Kính chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo. Bye bye, I love you.